toàn cảnh vụ lừa đảo đa cấp của Min Pechea và loạt sao hạng A Thái Lan. Diễn viên Min Pechea, MC Kang Kantathang và Sam Durang Pamomothy bị bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc gian lận công quỹ và đưa thông tin sai lệch. Từ trái qua, MC Kang Kantathang, diễn viên Min Pechea và Sam Durang Pamomothy bị bắt giữ vì tội lừa đảo. Ngày 18 tháng 10, Siam News đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra trung ương bắt giữ 18 nghi can, trong đó có diễn viên hạng A người Thái Lan Min Pechea, Sam Durang Pamomothy và MC Kang Kantathang. Họ bị tạm giam vì cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn trong vụ The Icon Group. Vụ việc này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, bởi từ trước đến nay Min Pechea luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh nghệ sĩ tài năng và chuyên nghiệp. Vậy Min Pechea thực chất có thế lực như thế nào mà vụ án này lại khiến đất nước Thái Lan rúng động lớn đến như vậy? Vụ lừa đảo đa cấp quy mô lớn với hơn 304 tỷ đồng The Icon Group là tập đoàn kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe theo mô hình đa cấp. Tập đoàn từng mời nhiều ngôi sao hàng đầu Thái Lan hợp tác để gia tăng danh tiếng. Theo báo Khao Sốt, sự việc bắt nguồn từ việc hơn 1.000 người nộp đơn khiếu nại về hành vi gian lận của công ty The Icon Group qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng giá rẻ. Nhưng sau khi đăng ký, người tham gia phải đóng nhiều tiền hơn để mua sản phẩm với lời dụ dỗ sẽ bán đắt hàng. Min Pechea bịt kín mặt, từ chối trả lời truyền thông khi bị đưa tới trại giam. Khi không bán được, công ty yêu cầu họ tuyển thêm đại lý làm việc dưới quyền và trục lợi từ những nạn nhân kế tiếp. Tính đến nay, đã có 1.063 người khiếu nại với tổng thiệt hại lên tới 400 triệu bạc, khoảng 304 tỷ đồng. Vụ cáo buộc này khiến vị lãnh đạo cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Kittirat Phanphet ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện. Theo tin từ báo Maronlin, cảnh sát khẳng định 18 người, kể cả 3 diễn viên không được hưởng chế độ tạm giam đặc biệt trong khu vực VIP. Họ sẽ bị giam trong các phòng riêng biệt theo giới tính, không có giường hay nệm và phải ngủ trên sàn nhà. Ông Chuchak Khang Thai, luật sư của Min Pechea, tiết lộ hiện nữ diễn viên rất lo lắng và căng thẳng. Dù chưa có thông báo chính thức và mức hình phạt, nữ diễn viên bị chỉ trích kiếm tiền trên nỗi đau người khác, không xứng đáng với tư cách nghệ sĩ. Min Pechea bật khóc trong buổi họp báo, phủi bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến The Icon Group. Trước khi bị bắt, các nghệ sĩ đều xác nhận họ chỉ là người dẫn chương trình, mẫu ảnh quảng bá, không phải đối tác và không có vai trò quan trọng trong The Icon Group. Min Pechea còn thậm chí mở họp báo rầm rộ hôm 12 tháng 10, phủi sạch mọi trách nhiệm liên quan công ty đa cấp. Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đưa tin cô là giám đốc phòng truyền thông doanh nghiệp. Nữ diễn viên giải thích đó chỉ là tên gọi thể hiện sự tôn trọng. Họ gọi tôi là sếp không đồng nghĩa tôi làm việc tại đó. Tôi chỉ quảng bá sản phẩm. Việc trả lương, kinh doanh không thuộc phạm trù công việc của tôi, Min Pechea giải thích tại buổi họp báo. Hiện tại, cảnh sát đang ráo riết điều tra sâu hơn vì vụ việc còn liên đới tới rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Thái Lan khác. Hình tượng sao hạng A của Min Pechea sụp đổ. Min Pechea, sinh năm 1989, có 18 năm hoạt động nghệ thuật. Cô bắt đầu sự nghiệp qua cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu tuổi teen Thái Lan 2006 và đoạt danh hiệu Á hậu 1. Trước khi bị bắt, Min Pechea là ngôi sao hạng A tại Thái Lan, liên tục góp mặt trong nhiều sự kiện xa xỉ. Từ đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh truyền hình khác nhau như Plabu Thong Nang Thiếp, Pin Anong, Cặp đôi cây như ớt, Cô dâu nhập khẩu. Trước khi trở thành diễn viên tự do, Min Pechea là diễn viên độc quyền lâu năm của đài truyền hình hàng đầu Thái Lan Cộng Hòa 7. Cô liên tục có tên trong danh sách đề cử và thắng hàng loạt giải thưởng truyền hình lớn nhất Thái Lan. Min Pechea hiện có 7 triệu người theo dõi trên Instagram. Theo trang Thanseta, Min Pechea xuất thân trong gia đình gia giáo, có truyền thống kinh doanh. Xứ sở Chùa Vàng thường gọi cô với danh xưng là người thừa kế doanh nghiệp trị giá 500 triệu bạc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Min Pechea hiện nắm giữ 95% cổ phần tại công ty M Happy Holding Company Limited. Cô còn là cổ đông lớn và thành viên trong ban giám đốc của 8 công ty khác, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, bất động sản cho đến truyền thông. Min Pechea sở hữu chiếc vòng cổ gần 8 tỷ đồng. Trò chuyện trong chương trình Club Oan Deal trên kênh Oan Ba, Min Pechea thường giải tỏa áp lực bằng việc mua sắm, trung bình một lần tiêu đến 6-7 triệu bạc. Tất cả đều là tiền cô tự kiếm.
Khi được hỏi về chiếc vòng cổ nổi bật cô đang đeo, Min Pechea tiết lộ nó có giá hơn 10 triệu bạc, 7,6 tỷ đồng. Nếu nhìn ở khía cạnh đầu tư, 10, 20, 30 năm sau, thế hệ con cháu sẽ thừa hưởng với giá trị lớn hơn nhiều. Từng là hình tượng nữ doanh nhân thành đạt, diễn viên, ca sĩ và á hậu nổi tiếng, phủ sóng khắp các màn ảnh lớn nhỏ. Min Pechea giờ đây rơi vào tình cảnh ê chề khi phải trùm kín mặt bước vào nhà giam. Phim Canh Bạc Ái Tình mà cô đóng chính trên đài Oan 31 cũng đang chịu sự tẩy chay quyết liệt từ khán giả. MC Kang Kang Ta Thang sinh năm 1985 là MC cho các chương trình nổi tiếng như The Mask Singer, I Can See Your Voice Thái Lan, 10 Phai 10 và góp mặt trong nhiều phim như Ký Ức Tình Thù, Quyết Chiến Sinh Tử, Lời Hồi Đáp Tới Thiên Đường. Diễn viên Sam Duran Pamormuti nổi tiếng với vai diễn người cha trong phim Chiếc Lá Cuốn Bay nổi tiếng khắp châu Á một thời.